Chào tất cả các bạn nha. Qua này gặp đi dọc đường gặp thánh mò tôm Mường Kèn các bạn. Có đắt gì mà thánh. Nó chơi nó trầm nguyên cái chài vô cái bụi chài vô vợ giọng nó quặn kiếm tôm các bạn. Bánh các bạn, trời ơi, con cá gì đâu, dơ lên cho các bạn xem cái coi, view cái coi, cái đà hả, ủa cái đà đâu mà có đây, rồi cá này quá đã luôn, là dính được cá đà các bạn ơi, đơn giản như ta, coi chừng năm á, dính như, mò tôm mà giờ dính cá đà luôn các bạn ơi, qua đây đúng là thiệt. Cá đa này mới ngon nè. Ông dơ lên cái này anh. Đó cá đa các bạn. Chúc mình và bánh mình review cho các bạn coi nha. Ê, còn bên đây nó hở nguyên cái đập máy nè. Thấy chưa, có thời gian qua đây mà em thấy qua đây thấy ngứa gì đâu. Đặt máy bơm xuống tàu bơm luôn mẹ đi. Ra định chung vô chạy luôn các bạn. Chạy nguyên con cá quá bự luôn, cá này cỡ bốn mấy là chục ký á, cá này cá giò bự à. Đó, các bạn thấy mò tôm nào phải mò cái này các bạn. Chết rồi. Hả? Bắn lên chúng ta là bảo chúng ta hoàn
sáng ấy kiếm liên ký rồi, rồi anh mua luôn cho anh. Gì hai thấy lên cho anh thôi, để chút qua review cho các bạn coi nha các bạn. Đó trời ơi cái gì mà ơi ơi kỹ lên anh. Chài này là banh xác luôn rồi, banh xác với chài luôn rồi. Anh chơi là quá lầy lội luôn. Cái nhiều chơi quá lầy luôn các bạn. Chơi vậy mà mới đúng là dân trên nhiều nha các bạn. Cái giống này á. Cái này hả? Không. Đâu đâu thầy? Cái phi. À, cái phi. Đá vô. Cá phi. À cá phi hai ơi, này cá phi hồi nãy không nên không rửa sạch lên cho các bạn được coi được biết đúng cá phi nhiều khi nó láo nữa. Cá phi gì? Đúng rồi nhìn kiếm nè. Đúng rồi nhìn kiếm. À, con tôm này bữa hổm nó kẹp sưng mũ nhất mấy ngày chưa hết đó anh. Bữa hổm anh bị nó kẹp nó qua đi dở cái lạp đó. Bữa hổm mình kẹp nhất cái gì dữ lắm á bảo. Con tôm này nó sao nó đen thùi vậy anh? Nó thay da hả? Bữa hổm nó chích mỗi ngày nó sưng mũ nhất luôn á. Để đây đi, bỏ túi đi, con này nó thay da rồi. À, nó là đơn giản, tôm này, tôm này cũng đâu bự đâu, tôm này cũng đâu bự đâu, nè các bạn tôm này các bạn, tôm này nó thay da màu đen các bạn, cầm đèn cầm tấm mà chết chết luôn rồi. Qua bên mấy cái lùm bên đây các bạn. Vô này đi qua gãi không anh? Sao thấy nó hiu vậy ạ? Này đề nghị nó mới thay cái cầu mới nha. Cầu này đi nguy hiểm quá. Cái gì nó ỉa nè bảo to còn hết giờ đây kiếm ký 2 ký được rồi nhớ bỏ vô cái hồng á dạ để đi chứ em lấy đây mày bán hết rồi mà như em quên hết à. Vô hàng các bạn ơi. Biết luôn. Thấy nó nhìn nhìn. Ủa tôm này cũng màu đen nó cũng thay da luôn hả anh Định? Thấy ở tầm cổ đồng này sao các bạn? Thấy chứ tôm, thấy chứ hổm đài mình đi qua đây là thấy tôm không các bạn? Có gì hai? Không.
rút vô trong trưa nắng này, rút vô trong mấy bọc mì chả đó không mà. Nãy em chịu nói anh kéo 500 anh em qua đây anh bằng hết mấy mươn rồi chưa? Chắc cũng được 5-6 con à. Trên mới ngon á. Nó đi bị bụng mắt cắn quá bảo thì nãy được bị thương bảo. Nè. Nó ăn chuột nhiều không? Chị mà la mày chuột ăn riết ngán. Chị mà là mấy con bởi vậy đúng rồi, người ta nói rõ ràng đấy. Mấy con là mấy con rồi, chục con là nó khác, nó mới búng ra nên. Rồi. Mà từ đó giờ có cái nào mà bắt được tôm càng ở nửa ký rồi đó là nông nành đã hết mất hả? À, giá chút làm mình còn nửa ký rồi. Trong cái nhỏ nhỏ là lụm ráo à, mới vừa vô tới ngã ba đặt xong là nó chẻ vô lọc của nên mẹ lấy đâu mà nuôi lớn nữa phát triển nữa. Không bây giờ ngoài này ở bản bằng dây có điện cho chị qua không chị Hải? Nước đó đi vô à. Cái trẻ mà chị. Có chừng mấy cây chọt vô ấy nha nên. Có chừng chọt cái mấy cây chọt vô mắt á.
bên đây có mua thịt gì cho chị hai. Đúng rồi, với anh chưa chắc chị có, sáng này em ra mua cho bà về ở bỏ tủ lạnh thẳng luôn. Mua rồi cái để mai lu bu quá không chị, sáng này ra mua ba đồ 100.000 ký. Rượu cũng có đâu chị, rượu ngon. Mà sao nó không lại đồ nó không chở về mà gửi xe về. Gửi đồ gì rồi ra không? Quạt mưa 18, quạt quạt mưa nhà mình chi. Để đây móc vô nữa. Quá đã quá. Đây. Còn em đó các bạn. Tâm càng tự nhiên nha các bạn. Đen nha, cơm nó để đó nha Đen, mày không có tha nha Đen.